Hello cả nhà, bữa nay thứ bảy cuối tuần em có làm cái video clip này muốn gửi đến anh chị em. Mấy bữa comment hỏi em, điện thoại hỏi em là những cái chậu tác phẩm bác bán nhiêu, thì hôm nay mình làm cái clip là muốn gửi đến tất cả cô bác chị em gần xa toàn quốc nha. Thì mình làm cái clip ở đây nói là những cái chậu tác phẩm chậu 1 và chậu 2. Đây cả nhà mình hình dung nè, đây là dòng kiếm tiên vũ loại lá to lá lùn dày đẹp đó. Chậu ở dưới là nguyên chậu tác phẩm luôn, tác phẩm của mình luyện này rất lâu nó mới đẻ được nhiều thân, bản lá rất to đó. Anh chị em nào cùng đam mê vào xem like thấy hay, ủng hộ kênh, đăng ký kênh, theo dõi mình nha. Ngày mới chúc cả gia đình mình thật là nhiều niềm vui nha. Bây giờ em nói sơ khẩu cho anh chị em nha. Thì cái dòng kiếm tiên vũ lùng, lá dày, lá to vậy đó, mình cũng luyện mất thời gian cũng tầm vài năm nó mới lùng được như vậy nha anh em. Đó, thì anh em nào cùng đam mê chậu 1 á, mình bán tác phẩm chậu 1 là bao shop luôn cho anh chị em là 500k. Chậu số 2 mình cũng bán 500k, cũng bao shop cho cả gia đình mình luôn. Shop thì nói chung em đóng hàng rất kỹ, đóng là gửi cái kiếm sao về tới cho anh chị em là y vậy, không có mắc gì, tùy theo. Ví dụ như muốn rút chậu rút, còn không rút thì mình gửi nguyên chậu, gửi nguyên chậu thì mắc shop nó đắt một tí xíu thôi chứ cũng không sao. Đó, chậu 1 500 là chậu 2 cũng 500. Anh chị em nào yêu thương cứ comment lên cho mình thấy. Còn cái chậu này nó thành tác phẩm rồi, bụi này to khủng bự. Chậu này là có tên là nó là hình như là dòng bao thanh thiên á, có cô chú nào thích cái dòng bao thanh thiên comment lên cho mình thấy. Mặt hoa đồ bông đồ cũng đẹp lắm. Để mình ra mình lấy mấy cái chậu khác rồi mình nói tiếp. Mã 1, mã 2, rồi đây là mã 3 đi. Đó, bây giờ mình ra tới mã 4 nha anh em ơi. Yêu thương cái chậu tác phẩm đẹp này, thân lá to, thân lá củng, lá dày, ơi lá hình dung anh em, ơi bụi, thân lá to, dày rất cực kỳ là dày nha, rất chi là dày. Đây, cái này là tác phẩm của mình, anh em hình dung kỹ ha, quá to luôn, bê cả chậu về nhà chân luôn. Quá đẹp luôn. Chỗ này mình giao lưu cho cả gia đình mình, chỗ này là phải tầm 1.500, mình bao shop luôn. Đó, chỗ này là chỗ loại thân lá to, lá đẹp, lá dày, lá khủng, mình bán là 1.500.000 bao shop. Có anh em nào cùng đam mê cứ comment đây. Đây mã 4 là mình bán 1.500.000 nha anh em, 1.500.000. Ai yêu thương thích comment lên đây mang dòng cho gia đình. Đây này là mã 4 đây. Bốn xuống luôn cả gia đình thôi, xuống cái đi rồi mình lên cái khác. Quá đất thuốc rất đây là mình lên mấy cái tắt quả. Quá bự quá, không
Điện rất lâu rồi anh em ơi. Đây. Cái này là mã 5 nha. Mã 5. Bao khủng, bao to. Đó, rất chi là vậy. Quá. Quá. Quá vậy, quá to lắm anh em ơi. Mày nhìn cái thân sáng là uống cọc về, nhìn cái thân lá thôi đủ phê. Đó, rất là vậy. Thành dung nó dày mà to bự à. Chậu này mình cũng luyện lâu lắm rồi, loại này là củ to, củ bự, lá to dày. Cái chậu Tiên Vũ này á, thì anh chị em mã 5 nha, mã 5 để mình kiếm thử coi. Một măng, hai măng, hai thân chứ, 3, 4, 5, 6, 7, 7 thân. Bảy thân thì dao động 7 thân. 7 thân thì thôi coi như là tính 6 thân cũng được. Chậu này bay nhanh 3000k. Cái này 3000k luôn. Cho anh chị em tham mê nha. Chậu này mã 5 mình bay nhanh đó là 5000k. Tổng cộng gồm 7 thân. Đó, anh em cùng đam mê cứ xem bài comment đó. Anh em hỏi nhiều tới tác phẩm đẹp. Bữa nay được review cho anh em xem. Cũng từng rảnh làm chút xíu. Anh em xem. Đó, anh em thấy thì quá to luôn. Quá khủng. Mã 5 nha. Những cái tác phẩm này là xứng đáng đồng tiền anh em bỏ ra. Con lá rất là to, to mà dày nữa. Đáng nói chung đó. Cái này em tính thay chậu mấy ngày nay mà em chưa thay ngay cả gia đình nữa. Nó nở cũ to quá. Mà em ngắm đi. Nè, em quay kỹ lại cho anh em xem nha. Đây. Củ lá được to lắm. Hơi tối, anh em cũng thông cảm nha. Đây. Xem kỹ là cái băng lá. Ồ, khủng lắm. Băng lá to rất dày mà đẹp nữa. Đây. Bụi này nè. Bụi này cũng khủng luôn. Lá cũng đẹp. Lá bóng đẹp. Lá rất chi là đẹp. Dày lắm anh em ơi. Đó. Rất là dày. Rồi, thôi để mình xuống cái mã đó một cái rồi mình nói tiếp cho anh em nha. Khủng nữa anh em ơi, rất chi là phê luôn. Rồi chậu này á, chậu này là có tên là Mai Hoa Tiên Vũ. Đây, chậu này có tên là Mai Hoa Tiên Vũ, đã nở hoa tại nhà mình. Đây, hồi đó là củ giống này. Củ giống ngày xưa mình mua của mấy cái vườn lớn này. Có một củ nhỏ này thôi đó, nó mới đẻ ra củ này, xong củ này nó mới đẻ tiếp, nó đẻ ra cái măng này đó. Anh em hình dung cái măng này, nó lá to khủng. Đây,
rất chi là dày luôn. Mảng lá lá phê bao đẹp luôn, bao phê rất là cứng, rất là dày, mảng lá to luôn. Đây ra mấy cái măng này thấy quá phê luôn. Này tầm 6 cm, mày liền chắc nay nó lên 6-7 cm gì rồi, mình chưa có đo nó nghe, thấy bằng lá to dữ lắm. Đó. Thì chậu mai hoa Thiên Vũ này là để em đếm thân em mới nói nha anh em. Coi 1 2 3 4 5 6 7 con măng nhỏ rồi tính 6 thân. Thì có anh em nào lấy hết tác phẩm này ha, thì mình cũng chia sẻ luôn. Còn hả tấp tép á, thì mình tính nè, tính theo cái giá cũng cho anh em vào chơi. Mà nói chung á, cái tác phẩm này là nói với anh em như thế này là em cũng không muốn tấp. Anh em nào á, yêu thương comment lên giao lưu cái chậu mai hoa Thiên Vũ lá khủng này, lá đẹp lá khủng này, giá của nó em nó bay nhanh ngày hôm nay. Chậu này đúng 5.000k mình mới giao lưu nha, 5 triệu mình mới giao lưu chậu này được nha anh em, quá rẻ luôn đó. Chứ còn anh em đòi tách cột bụi ra, tách cũ ra mình không có chịu nha anh em ơi, tại vì cái này mình luyện, mình muốn để một tác phẩm đẹp bự to, mình không muốn tách nha anh em ơi. Đó, anh em nào yêu thương nhá, cứ comment lên cho mình thấy nè. Thì bên mình luyện cũng dễ thôi, chăm sóc nó cũng thường thôi. Đây gồm vỏ đậu, vỏ thông, vỏ dừa, rồi vậy thôi là mình luyện đó. Anh em nhìn kỹ đi, măng lá rất chi là phê luôn, to dày đẹp. Đây là cái măng này, cái măng tơ, măng tơ đẻ lên nó bằng lá rất bự. Cái măng bên này cũng vậy đó, anh em nhìn cái mấy cái măng tơ quá phê luôn. Chậu này nó nở rất là phê, rất là đẹp luôn. Anh em nào thích cái chậu mai hoa Thiên Vũ cứ comment lên nha. Rồi mình xin phép mình xuống cái chậu này lấy mấy cái tác phẩm khác cho anh em xem. Bữa nay lên tác phẩm không đó anh em ơi, anh em nào cứ yêu thương cứ comment cho mình thấy. Rồi mình xuống cái chậu mai hoa nha. Dòng kiếm lùng đó. Kiếm lùng hồi xưa thì con cũ già đây thôi, cái đầu nó đẻ nè, đẻ măng mầm chi chít nó lùng. Cái này là mình để bằng trà sáng ngắm uống trà thôi, mình dùng anh em cho nó dễ thôi. Quá đẹp luôn. Chậu này mình giao lưu cũng đẻ cho anh em xem nha, cũng chơi cho vui nha. Này cũng nhiều thân lắm, mình cũng bay nhanh để rẻ 500k thôi, bao shop luôn, bán rẻ cho anh em chơi nè. 500k bao shop luôn. Kiếm lùng đẹp quá vậy. Rồi thôi mình xuống cái mã này đi.
này có tên là đỏ lưỡi liềm. Đỏ lưỡi liềm này rất đẹp. Đỏ lưỡi liềm này nó ra cái bông rõ phê luôn. Chỗ này đỏ lưỡi liềm nha anh em. Đây nè, chuẩn bị có cái hoa này. Đó, có cái hoa này. Đỏ lưỡi liềm. Bông đẹp lắm. Đỏ lưỡi liềm này là mình còn để coi chậu này để mình điểm thân nha. 3 4 5 6 7 đang có hoa luôn. Chị em cứ yên tâm nha, đang có hoa luôn, khỏi sợ. Đỏ lưỡi liềm mình có ly ghi lên lá luôn. Đó. Cái tác phẩm này 7 thân. Thì mình giao lưu cũng rẻ cho anh chị em luôn nha. 7 thân này nó đã có mặt hoa rồi. 7 thân này lá cũng được. Cũng không nhỏ, mình giao lưu 2000 ca luôn. Này là ngày hôm nay mình bán cái giá là rẻ nha. Có anh em nào cùng đam mê vào xem like, được comment lên số điện thoại của shop là 0909 434167 nha cả gia đình mình ơi. Ngày mấy chúc anh em vui vẻ, chúc cả gia đình mình có một ngày thật là vui vẻ, mến chúc sức khỏe cả gia đình mình. Mã này nè, để mình quay về cho kỹ cho anh em xem. Tác phẩm luôn, chuẩn bị có hoa nãy nè, hoa nó. Đây là có tên là đỏ lưỡi liềm, chuẩn bị có hoa. Tác phẩm này mình giao lưu 2000 ca thôi, bán rẻ rẻ ngày hôm nay thôi. Ngày khác là giá khác nha anh em. Bán rẻ cho anh em sưu tầm. Hứa với anh em hôm nay lên mấy cái tác phẩm đẹp mà chưa có lên, ngày hôm nay mình lên hết luôn. Thôi. Mã chậu này là 2000 ca, anh em cứ xem giao lưu nha. Wow, nặng quá thiệt nổi. Tác phẩm nặng quá cả gia đình. Đây, bụi to bụi khủng luôn. Đúng phê luôn. Anh em thích một cái tác phẩm bự to như vậy. Anh em cứ còn anh ơi. Lá to như vậy cũng. Lá này tầm 6-7 cm nha anh em. Mấy chút cả gia đình mình vui vẻ. Chậu bằng lá to lắm, củ cũng to. Thì chậu này á luyện rất là lâu rồi nha anh em. Chậu này là nói chung bằng lá rất là to. Mình bán mình bơi nhanh cho anh chị em sưu tầm nha. Chậu này mình bán đúng 5000 ca mình bán nha anh em. Chậu này nè, khủng lắm. 5000 ca mình mới bán. Đó, anh em yêu thương cứ comment lên. Đây. Quay dẫn rõ lại cho anh em xem nha. Lá khủng, lá dày là đây. Lá bự, lá to là đây luôn. Đó, anh em cứ vào xem bài mình thấy hay comment lên. Này, em điện cũng lâu rồi nó mới được lá bự khủng to dày như vậy. Chứ không phải ngày bữa mà được đâu nha anh em. Rất là lâu mới được lá bự như vậy. Thì mình bán cái giá là chỉ có 5000 ca thôi. Nó to quá, to khủng luôn á, củ nè, củ rất chi là bự, củ, cái tay em dễ đưa vô vậy, đây nè, củ giữa nè, bự to khủng, hôm nay 5000 ca, em bay nhanh luôn. Rồi thôi để em xuống em. Xuống mình lấy mấy cái tác phẩm khác.
Khoan, để mình kiếm ngày hôm nay mình không có lên xanh quế và phân tí, mình không có lên nha cả gia đình ơi. Dạ vâng, theo như lời đã hứa thì thôi thì mình cũng mến những người anh em ở trên cộng đồng YouTube nha. Thì mình cũng lên chậu này là chậu phân trí nha, phân trí giống nha, hàng giống nha anh em. Đây nè, hàng giống mà em luyện rất lâu rồi, nó lùn. Đây, này cũng thân tơ nha, mới đẻ ra cái măng nhỏ này. Và chuẩn bị cho thêm một cái măng bên đây nữa. Đó, anh em tham khảo nha. Hàng giống đang chuẩn bị nở lá, chuẩn bị lá to. Dạo này mình giao lưu cho anh chị em cùng đam mê. Dạo này nói chung là đang tiềm năng, chuẩn bị là coi như trước sau là 3 tháng đang cho măng. Mình giao lưu với cái giá là 2.200k bao shop cho anh chị em. Đây, chậu này, đây tác phẩm mà mình dùng cái dừa mình trồng đây, nè bản lá này. Chung thấy vậy chứ nó rất đẹp, tại vì bữa nay mình quay vậy thì tâm ra anh em cũng thông cảm nha. Đôi khi có mờ ha, đôi khi thấy không có rõ, anh em cũng thông cảm nha. Thì thôi em nói ở trên đây là nó vậy, còn anh em nào thật sự mua hàng bên mình cứ vào Zalo tham khảo, có gì mình gửi những cái cây anh em yêu thích đó. Chứ bây giờ thì nói ở trên đây thì em nói sơ khẩu thôi, cả gia đình mình cũng thông cảm cho mình nha. Đó, còn anh em thật sự mua hàng bên mình đó, số điện thoại của shop là 0909434167 đó, kết bạn Zalo rồi mình tư vấn, mình chỉ cách anh em chăm cây để sao mà lùng lực đẹp lá to nha. Ngày mới chúc cả gia đình mình thật là nhiều niềm vui, mến chúc sức khỏe gia đình mình rất nhiều. Dạ dạ. Ơi em xin phép thì em nói cũng sơ khẩu là cái chậu phát thí này, đây chậu này đó, thì mình giao lưu với cái giá là 2.200k. Có anh em nào yêu thương thấy bài của mình comment lên cho mình thấy nha. Rồi mình xin phép mình xuống cái mã này, mình sẽ lấy cái chậu xanh quế ra, có anh em nào yêu thương cứ comment lên. Mình lấy chậu xanh quế ra cho anh em xem nha. Đây chậu xanh quế, đây quế phần tí để riêng nha. Đây xanh quế, đây một mẹ một con, chậu xanh quế này gồm một mẹ một con, một mẹ một con, mình cũng giao lưu giá rẻ cho anh chị em luôn, bay nhanh luôn. Chậu xanh quế này mình giao lưu một mẹ một con 1.700 bao shop cho anh em luôn. Đây chậu xanh quế, đây lên một con rất khỏe, bất kỳ là khỏe luôn. Quế đó, đó này là nói chung hàng giống, lá nó cũng đang to từ từ thôi chứ nó không có to lung nha anh em. Nó xanh quế và phan trí, chậu đó là mình giao lưu giá 1.700k, 1.700 bao shop nha, chậu xanh quế này. Còn chậu phan trí thì giá là 2.200k cũng bao shop luôn. Đó, nói chung hai chậu này rất tiềm năng, về quay qua lại là được 2-3 thân, nó đẻ rất lẹ luôn anh em ơi. Anh em nên vô cây kiếm này mình chăm rất là chi là dễ luôn. Lỡ anh em
cả gia đình mình có đi du lịch 5 ngày, 3 ngày, 7 ngày, hứa với anh em về tới nhà cũng không chết lan ha. Những dòng kiếm này nó dễ chăm, dễ thần lắm. Mình đi du lịch cỡ 5 ngày, 7 ngày gì á, cây lan nó cũng vẫn còn khỏe, nó không chết. Còn những cái phi điệp hay là nó gì, anh em mà đi cứu đó là về là chết hết, toan luôn. Ở thành ra anh em nên luyện cây kiếm đi. Em thấy cây kiếm xu hướng là cả gia đình mình nó chơi rất là đông nha, anh em toàn quốc nè. Rất là dễ luyện nữa. Rồi thì hôm nay, bữa nay mình lên nhiều cái tác phẩm và có hai chậu xanh quế phong trí này. Anh em thấy bài của mình cứ vô comment mạnh lên. Cũng ấy kết bạn Zalo mình tư vấn thêm cho anh em nha. Bữa nay mình chỉ rảnh mình nói sơ khẩu như đây thôi nha. Ngày mới chúc cả gia đình mình thật là nhiều niềm vui nè. Mến chúc sức khỏe gia đình mình rất nhiều nha. Dạ em xin xuống like, em có tí việc nha. Hẹn cả gia đình mình hôm nào mình vào mình chỉ anh em cái cách làm phân thuốc tại nhà cực kỳ đơn giản mà ít có nhiều người biết nha. Mình sẽ chỉ cho anh em cách để khắc phục những cái đốm bệnh hay là những cái phản kích rễ, kích mầm. Nói chung em sẽ làm video đó, em sẽ hướng dẫn cho anh chị em rất là chi là kỹ nha. Tại hôm nay mình cũng còn nhiều việc chuẩn bị gửi hàng cho khách. Thì thôi hẹn anh em hôm khác. Chào tất cả bà con cô bác nha. Chào tất cả anh chị em yêu lan toàn quốc nè. Mến chúc sức khỏe gia đình mình nha. Số điện thoại của shop là 0909434167 nha. Kết bạn Zalo để được tư vấn cả gia đình mình đây. Dạ dạ rồi em xuống nha.